tôi. Bạn, những người đang coi clip của tôi, hoặc là những người không thèm coi clip của tôi bởi vì những cái mặt tôi thấy ghét quá, coi làm con mẹ gì. Tất cả chúng ta đều có chung một đặc điểm, đó là chúng ta đều thích cái bầu không khí ở đất nước này. Mà các bạn có biết là chất lượng không khí của đất nước chúng ta nó tồi tệ tới cỡ nào không? Nếu các bạn coi cái bản đồ Air Visual, các bạn sẽ thấy những thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đều có chất lượng không khí vô cùng tồi tệ. Và đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, những chỗ mà có chất lượng không khí tệ hại nhất là quận nhất. Đây là cái lãnh sự quán Mỹ. Thì đây là một trong những chỗ mà nằm ở những cái khu đất mà mắc tiền nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay quận nhất mà không mắc sao được. Nhất là cướp gì cũng mắc hết trơn đó. Cướp cũng mắc nữa mà. Nhưng nó cũng là một trong những chỗ có chất lượng không khí tệ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đó mấy bạn à. Là quận 2 Thảo Điền, là chỗ có Vincom Landmark tòa nhà mới mở. Và cũng đồng thời là một trong những chỗ có chất lượng không khí tệ nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Là chỗ sân golf. Nói chung là hầu như những chỗ nào của những người có tiền thì đều có chất lượng không khí tồi tệ nhất. Những chỗ đó Air Visual nó đều khuyến cáo là các bạn làm ơn đóng chặt cửa sổ để không khí ở ngoài nó không vào nhà được, và phải dùng máy lọc không khí và tránh tất cả các hoạt động ngoài trời ra. Trời đất ơi, có tiền mà sống như vậy thì chết mẹ đi chứ sống làm gì nữa. Tôi không có đồng xu các bạn nào hết trơn, tôi không có tiền. Nhưng tôi cũng như những người khác, những người ở trong này, tôi đều muốn đi ra ngoài trời để hít thở không khí trời, để hòa mình vào thiên nhiên, vô công viên thấy chim chóc, thấy cây cối. Bởi vì đó là cái nhu cầu cơ bản của con người. Chúng ta cũng là một loại động vật thôi, mà động vật thì cần nhất là cái gì? Là môi trường, là cây cối. Các bạn nhìn mấy đứa nít nè, đâu phải tự nhiên nó vô đây nó chạy nó vui vẻ vậy đâu. Nó được hòa mình vào thiên nhiên đó. Nói cho nó có vẻ gọi là gì, hoa mỹ một chút xíu, chứ cơ bản là vô đây nó mới quay được trở lại với bản chất của nó. Chúng ta là con vật, chúng ta cần thiên nhiên, chúng ta cần những cây xanh hơn là những trung tâm thương mại. Bởi vì sao? Từ sâu thẳm trong chúng ta là chúng ta biết mà, chúng ta cần những cái thứ này để hít thở. Có cây xanh thì chúng ta mới hít thở được. Bởi vì đây là những cái máy lọc không khí, những cái lá phổi của cả hành tinh. Đây là những cái loại lọc không khí tốt nhất trên thế giới. Không có cái máy lọc nào bằng những cái máy lọc này hết trơn hết đó. Đó là lý do vì sao các đất nước trên thế giới người ta bảo vệ môi trường. Người ta không phải rảnh hán tự nhiên bảo vệ cây cối đâu. Bảo vệ môi trường. Chẳng qua tại vì ta biết bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ chúng ta. Chặt cây đi, mất mẹ nó lá phổi rồi thì thở sao được nữa. Có đáng để đổi những lá phổi này lấy những trung tâm thương mại không? Có nhiều người sẽ nói đáng, bởi vì trung tâm thương mại thì mới làm ra tiền được. Nhưng các bạn lấy tiền các bạn nhét vô mũi thì các bạn có thở được hay không? Tuy nhiên cái đống cây này nhét vô mũi cũng không có thở được đâu. Và cây này để không nó cũng không có ra tiền. Chặt cây bán rồi nó mới có tiền. Nhưng mà chặt cây cũng không khác gì đốt đi cái lá phổi này để lấy ra một đống tiền. Rồi cuối cùng kết quả là sao? Là phải đóng chặt cửa ở trong nhà. Vì lúc đó bầu không khí ở ngoài nó vô cùng độc hại rồi, đâu có còn thở nổi nữa. Tôi biết, bạn biết điều đó. Tôi biết chúng ta cần những lá phổi này hơn những trung tâm thương mại. Nhưng tôi với bạn là những người dân bình thường. Chúng ta cao lắm chỉ có thể tới gần một cái cây rồi đứng đái vô ủ lộn mà đứng tưới nước cho nó thôi. Chứ không thể nào bảo vệ được cái lá phổi này một cách mà các bạn tân cá nhân một hết. Bởi vì cái đó, nhiệm vụ đó nó nằm ở các nhà quản lý đất nước. Chỉ có những nhà quản lý mất nước mới có thể bảo vệ được những lá phổi của thành phố, của đất nước chúng ta thôi. Tại vì chỉ có những nhà quản lý đất nước mới có thể là duyệt được những dự án xây trung tâm thương mại, hay là xây thêm công viên, trồng thêm cây hay chặt cây để xây trung tâm thương mại đây. Dĩ nhiên hỏi người dân thì người dân có câu trả lời liền à, giữ cây. Và dĩ nhiên chuyện đó là đương nhiên rồi. Đâu có nhất thiết phải chặt cây mới xây trung tâm thương mại được. Trung tâm thương mại có thể xây xa xa một chút mà. Như hồi xưa xây cái On Mall á, xây xa lắc xa lơ mà người ta vẫn chạy tới đó thôi. Đâu có cần phải chặt cái cây nào.
tôi cũng không ở đó nên tôi cũng biết có chặt cây ở đó hay không nữa, nhưng mà cơ bản là hoàn toàn có thể phát triển mà không phải bỏ đi những lá phổi của đất nước để rồi chúng ta phải sống chui rút trong những căn nhà bởi vì không dám đi ra ngoài nữa, bởi vì lá phổi không còn rồi, phải ở trong nhà lọc không khí bằng những cái máy suốt đời, sống ở trong một cái hộp không thể thấy thiên nhiên nữa. Tôi không muốn tương lai của tôi như vậy, bạn cũng đâu muốn như vậy đâu, đúng không? Hello, các bạn nhớ subscribe cái YouTube của tôi nha. Và bấm cái nút hình cái chuông kế bên để khi nào tôi có clip mới là YouTube thông báo liền cho các bạn. Các bạn không bỏ lỡ clip nào hết. Chứ có nhiều người vô Facebook tôi nói, ủa, anh ơi sao dạo này em thấy làm clip gì hết trơn vậy? Trời, tôi ra wow, mấy bạn không subscribe sao mấy bạn biết? Tôi biết những người mà khoái coi clip của tôi, những người mà thích clip của tôi hầu như ai cũng là người có đầu óc hết. Mà những người có đầu óc, người nào cũng có nick ở trên YouTube hết. Cho nên hãy subscribe đi, giúp tôi có nút vàng YouTube. Giờ tôi đã có 500.000 sub rồi, giờ tôi thiếu 500.000 sub nữa thôi. Đơn giản mà, let's make it a reality. Yay. Và đối với những người khác, nếu các bạn cảm thấy muốn ủng hộ tôi thì các bạn hoàn toàn có thể làm hai cách. Cách đầu tiên đó là ủng hộ bằng cách donate qua PayPal tại địa chỉ duleone@gmail.com. Ok, các bạn biết sao mà tôi cần donate không? Tại vì tôi cũng là người thôi, người thì cần ăn nó cũng, chứ tôi không phải là cái cây, không giống như những cái phổi này. Phổi là chỉ cần hít không khí, có ánh sáng thôi, quang hợp là ra được rồi. Không thì ra cây nó cũng cần phải có nước và phân bón nó mới quang hợp được. Tôi cũng vậy, tôi cần nước, không phải tôi cần phân bón, tôi cần đồ ăn tôi mới có thể có phân để bón cho cây. Ok, tại ra nếu mà các bạn làm được điều đó tôi rất là quý. Ai mà donate cho tôi, donate xong các bạn cứ vào Facebook của tôi, inbox tôi sẽ add các bạn. Tại vì rõ ràng những cái sự ủng hộ đó là cực kỳ rõ ràng và ngay lập tức cần thiết luôn. Tôi rất quý những người như vậy. Còn nếu mà các bạn vì một lý do gì đó mà không làm được tài khoản PayPal, mà dù tôi thấy rất là đơn giản, vô paypal.com tạo tài khoản xong rồi liên kết với ngân hàng là donate được liền à. Thì các bạn, hoặc là các bạn không thích donate thì các bạn có thể ủng hộ tôi bằng cách thứ hai, đó là share clip của tôi về Facebook của các bạn. Nhớ public nha, chứ đừng có share only me hay share friends only. Tại vì các bạn làm vậy cũng như không à. Các bạn biết sao không? Cái của tôi đang làm nó giống như là tôi mở một cái quán hủ tiếu cho tâm hồn, noodle soup for the soul vậy đó. Các bạn tới ăn, các bạn không tốn một đồng xu các bạn nào hết. Xong rồi các bạn đi về, các bạn không nói cho ai biết hết. Vậy thì làm sao người ta biết có một cái quán hủ tiếu cho tâm hồn như vậy? Các bạn có thể nói là tôi đang ủng hộ anh đó, thiệt ra ngày nào tôi cũng ăn hủ tiếu của anh là tôi ủng hộ rồi. Không, các bạn ăn mà các bạn không trả tiền thì có nghĩa là các bạn ăn quịch chứ không phải ủng hộ. Các bạn ở ngoài đường làm vậy thử đi, nó quýnh các bạn chết bẻ luôn đó. Ok, các bạn cứ share đi, các bạn gì phải sợ, nhớ share public nha, đừng sợ hãi gì hết trơn á đó. Sợ tôi sợ nè, trời ơi, nếu có chuyện gì xảy ra là tôi bị nè, hoặc là mấy cái báo á, tôi toàn dẫn từ báo tuổi trẻ hay báo thanh niên không mà báo bị chứ chúng ta đâu có gì phải bị. Mà các bạn bị là bị cái gì vậy trời? Sợ hãi trong khi chúng ta đang làm những điều đúng, share những cái đúng mà có gì đâu phải sợ. Tại sao phải sợ? Đó là lý do vì sao tôi sẽ làm một cái clip nói về những nỗi sợ đó và nói về cái vấn đề an ninh mạng ở năm 2019 này để các bạn hiểu rõ hơn. Chúng ta đâu có gì phải sợ, nó đúng mà gì phải sợ, kỳ cục dễ sợ vậy. Ok, cứ share public đi, đó là cách ủng hộ hay nhất. Chứ đừng có share giấm dúi only me hay gì gì nha. Ok, khổ lắm, share mà cũng sợ nữa. Cuối cùng mà các bạn coi xong các bạn không nói ai biết hết, các bạn chỉ coi không thôi. Vì các bạn kêu ủng hộ là sao? Nhớ ủng hộ bằng cách share nha. Vậy đi, nhớ subscribe hoặc là donate cho tôi ở PayPal duleone@gmail.com hoặc là share public ở Facebook của mình để ủng hộ. Nhớ đừng dùng nick clone nha, dùng nick clone share ai coi, trời ơi sợ luôn. Ok, vậy đi, cảm ơn các bạn.